Rồi, xin chào anh em nha, chào mừng anh em đến với kênh của mình Chiến Ngâm Thành Bãi Bình Định nha. Sau đây em sẽ qua xung quanh chi tiết cho sản phẩm là 39DG, hàng bãi về mới leo lên nhanh này, gửi cho bác Hà Nội nha. Con này em đã bán nha, hôm trước em bán một con vào Đồng Nai, bữa nay là về một con nữa, em đã chốt, bác chủ đã chốt nghe rằng buổi sáng hôm nay và đã chuyển tiền nha. Cực kỳ mới nè, hàng là bao đẹp, bao riêng, em đã chụp ruột gan gửi riêng cho bác rồi nha. Cực kỳ mới, mới tinh luôn nha, anh em xem, cây ca ốc gỗ này là mới, con này dây mã DAC nha, kim dây mã, bây giờ là do gỗ của nó nha nè. Đây, mọi chi tiết anh em xin hiểu số điện thoại của em nha, em ship hàng toàn quốc cho nè. Đây là quay video thì anh em được biết và chiêm ngưỡng những sản phẩm bên em nha. Đấy, rất là mới. Đây là cổng dây mã DAC inbox digital, đây chạy ra hai kênh AB, giải tầng từ 4 đến 16 ohm nha, chơi rất nhiều loại lo đa năng luôn. Đây, đây là ốp gỗ hai bên sườn của nó, cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt tiếng những con này là cực kỳ là sạch nha anh em. Đấy, rất là mới. 39DG những dòng như thế này cực kỳ nè, cực kỳ hiếm. Và giờ thì hiện tại em cũng hết hàng rồi nha. Rồi, em có hai con mà bán, một con Đồng Nai, giờ một con đi ra Hà Nội thôi là hết rồi nha. Rồi tiếp tục hàng sẽ về. Anh em nhớ theo dõi, đăng ký kênh và bấm nút thông báo để được cập nhật những video bên em khi đăng lên. Rồi, xin chào anh em nha.